Xin chào tất cả anh em Trí Thực và bà con Nữ Yến. Chúc ngày mới tất cả anh em vui vẻ và hạnh phúc. Ok ha. Thì hôm nay sẵn qua đi đang đi công trình tại Bầu Bàng Bình Dương. Ở đây Bầu Bàng phải không em? Ở đây là Phú Giáo, Phú Giáo Bình Dương. Thì hôm nay bao đang làm cái lò phóng bazooka. Nên ba giới thiệu cho anh em biết cách làm bên công ty bao như thế nào. Ok ha. Cái lò bazooka, lò phóng bazooka anh em, cái cũ lò này là cũ lò 5.000. 5.000 quy đắp. Ok ha, AX 5.000 quy đắp. Ok anh em, ở đây. Bên không biết 5.000 quy đắp. Ok anh em ha. Trên cái lò nó có cái mã QR anh em. Trên cái lò này có mã QR, anh em cạo cái mã QR ra thì nó ra cái hình là của website của tập đoàn Audax Indonesia. Ok anh em ha. Sau đó mình hơ, mình lấy cái cũ lo ra anh em, mình bỏ vô thì mình chắc keo lên cày. Ok anh em ha. Hai dắt ở phía sau mình hàng chì chắc keo lên cày, hai dắt ở phía sau. Ok anh em, cho kín hết. Ok anh em ha. Sau đó mình chụp vô, mình cũng làm cái lên cày này kia cho cứng cáp. Ok anh em ha. Được bỏ trong cái ống inox 304. Được bỏ trong cái ống inox 304. Ok anh em. Ở dưới đây là có bốn con ốc tắc kè để sau này mình cố định trên trên dụng cụ. Ok anh em. Phía dưới này có lỗ thoát nước. Phía dưới này có lỗ thoát nước. Khi mà mưa thì nước vô ống này, có lỗ thoát nước vô ống này. Ok anh em. Ok ha. Được hàng cái dây là dây điện tín hiệu đồng nguyên chất OFC của tập đoàn Audax Indonesia. Đó. Sau đây chúng ta làm tất cả công đoạn nó kỹ càng rồi anh em. Thì chúng ta ập vào, ập cái khung này thằng vào. Ok anh em ha. Thì ở dưới này nó cũng có lỗ thoát nước. Anh em thấy không? Có lỗ thoát nước. Đó. Sau đó chúng ta dẫn ốc là dẫn ốc vô anh em ơi. Và cái khung inox 3 lít 4 này. Cái khung inox 3 lít 4 này nè. Trước khi đem lên thì công ty sẽ sơn màu đen để cho khi mà đem lên nhà Yến thì khi mà trời nắng á anh em, nó khó chá. Nó khó chá nắng anh em. Chứ mà mình không sơn màu đen thì nói chung nó chá nắng dữ lắm. Đó, ok anh em. Đây là loa bazooka inox 304. Cũ loa là 5.000. Ok, xin chào 500 anh em ha.